được ra mắt vào tháng 9 năm 2017, iPhone 8 Plus từ đó đến nay vẫn luôn là một chiếc điện thoại được rất nhiều anh em game thủ cũng như là những người ham mê chơi game trên smartphone quan tâm. Bởi vì với thiết kế cổ điển, hai viền trên dưới dày, con chip A11 Bionic 10 nanomet vẫn mạnh mẽ tới thời điểm hiện tại. Vậy nhưng sắp tới iPhone 8 Plus sẽ tròn 3 tuổi, bước sang năm tuổi thứ tư, và với một số bài test hiệu năng gần đây mình có làm với iPhone 8 Plus thì mình nhận ra rằng cái chiếc điện thoại này đang dần đi tới phần cuối của vòng đời của nó rồi. Vậy thì hôm nay hãy để mình làm rõ cho anh em, iPhone 8 Plus anh em mua bây giờ thì có thể dùng bao nhiêu năm nữa thì ngon, hay là dùng bao nhiêu năm cơ bản thì ngon, và nếu mà anh em không mua iPhone 8 Plus thì có những cái chiếc máy gì cùng giá tiền về nó là những lựa chọn hợp lý hơn. iPhone 8 Plus là một chiếc điện thoại rất đặc biệt, nó ra mắt cùng với iPhone X, nhưng mà càng về sau, về lâu về dài thì thậm chí là người ta lại càng quan tâm tới iPhone 8 Plus hơn là cái chiếc iPhone X. Một phần do iPhone X có những cái lỗi về mặt thiết kế, về mặt phần cứng của nó, nhưng mà cũng không thể phủ nhận cái độ hot của iPhone 8 Plus khi mà cùng sử dụng con chip A11, nhưng A11 Bionic trên iPhone 8 Plus cho một cái hiệu năng ổn định hơn so với iPhone X rất nhiều. Bởi vì thiết kế của chiếc máy này nó có phần to, nó có khả năng tản nhiệt tốt hơn, do đó mang lại cái hiệu năng cho con chip trên cái chiếc máy này tốt hơn. Tuy nhiên vừa rồi khi mình có test lại hiệu năng của con A11 Bionic trên iPhone 8 Plus, mình ngồi trong một cái điều kiện nhiệt độ cũng tương đối là khó khăn cho nó, đó là ngoài trời 37 độ C, nhiệt độ tương đối ổn định, ngồi trong bóng râm mà, thì iPhone 8 Plus nó vẫn cho một cái trải nghiệm sử dụng tương đối mượt mà, nhưng chỉ sau khoảng 20 phút cho tới 30 phút đổ đi, khi mà máy bắt đầu nóng lên, rồi một số tựa game như PUBG Mobile, nếu mà anh em bật HDR 40fps thì cái chiếc máy này nó sẽ không đáp ứng được nữa. Hay là thậm chí trước đấy khi mình có so sánh với Dimensity 820, một cái con chip ở trên chiếc Redmi 10X 5G chỉ có 5 triệu đồng thôi, thì iPhone 8 Plus trong những cái tác vụ mà quá là về lâu về dài, mà quá là bị stress test về hiệu năng ấy, thì khi máy nó nóng lên nó còn không đáp ứng và nó không thể cạnh tranh được với cái chiếc máy chỉ có 5 triệu đồng kia từ Redmi. Nói như vậy để làm rõ cho anh em, đấy là cái chiếc iPhone 8 Plus này khỏe thì vẫn khỏe, nhưng mà cái vấn đề muôn thuở của nó, của những cái chiếc flagship cũ cũng như vậy, đấy là con chip tiến trình lớn và nó nóng khi anh em sử dụng lâu dài. Do đó nếu anh em muốn mua iPhone 8 Plus để sử dụng những cái tác vụ thông thường cơ bản, mà đặc biệt là tận hưởng cái độ mượt mà của iOS, cái độ nhạy của iOS, thì cái chiếc iPhone 8 Plus này mình nghĩ anh em vẫn dùng được trong ít nhất là 2 năm nữa, nó thoải mái. Còn nếu anh em mà mua để có cái nhu cầu là giải trí bằng những cái tác vụ như là game, thì mình nghĩ rằng anh em nên mua máy nhưng mà chỉ để dự định là trong vòng 1 năm tới sử dụng ngon thôi. Còn sau 1 năm anh em hãy tính tới việc bán nó đi để mua những chiếc điện thoại khác, hoặc thậm chí bây giờ anh em có thể mua những cái chiếc điện thoại khác cấu hình ngon hơn, có những yếu tố khác đầy đủ để thay thế những chiếc máy này mà giá chỉ cân bằng. Đó, thì hiện tại mình tra tại XT Mobile, iPhone 8 Plus có rất nhiều dạng hàng, hàng từ trên 8 triệu đồng cho tới tận 12, 13 triệu đồng hàng VNA thì vẫn đang còn, nhưng mà 13 triệu đồng VNA thì tương đối đắt thì mình không khuyên anh em mua. Thì đó, mình sẽ lấy cái mốc từ 8 cho tới khoảng hơn 10 triệu đồng này để mình tìm cho anh em những cái mẫu máy đáp ứng được cái nhu cầu gọi là thay thế hoàn toàn cho chiếc iPhone 8 Plus nhá. Với những anh em iFan thì để thay thế iPhone 8 Plus chắc anh em chẳng có lựa chọn nào khác. Hiện tại chúng ta có iPhone SE 2020 tương giá tương đối rẻ, nhưng mà nó lại là một chiếc iPhone 8 với cấu hình mạnh mẽ hơn. Chứ còn thực sự Apple vẫn chưa đáp ứng được cho người sử dụng một cái nhu cầu, đấy là có một chiếc iPhone 8 Plus phiên bản sử dụng A13 thì chúng ta không có. Do đó nếu anh em quan tâm tới iPhone thì có thể hãy chọn mua iPhone XR. Hiện tại mình thấy đã XT Mobile cũng có những cái dạng hàng đắt hơn iPhone 8 Plus khoảng 1 cho tới 2 triệu. Thì cái việc này anh em mà muốn sử dụng iPhone đành phải chịu thôi, không có cái sản phẩm thay thế, chúng ta buộc phải nâng cấp lên. Thì đó, anh em quan tâm click vào link ở dưới phần mô tả video nhé. Còn ngoài ra, để mà gọi là flagship có khả năng thay thế được những cái tính năng có ở trên iPhone 8 Plus thì chúng ta quay sang thế giới Android có rất nhiều. Hiện tại mình thấy có một số mẫu như Galaxy S10 Plus hay Galaxy Note 10 Plus đều là bản Mỹ. Ở những chiếc máy này thì đều cạnh con chip là Snapdragon 855 tiến trình 7 nanomet. Nó mới hơn một chút so với A11 ở trên iPhone 8 Plus. Hiệu năng của nó có những tác vụ ngang, có những tác vụ hơn, có những tác vụ kém, nhưng mà đều là những cái con chip flagship mới, mạnh mẽ. Ngoài ra cả hai chiếc máy này đều là những cái chiếc máy đầu bảng của Samsung. Nó sở hữu rất nhiều những công nghệ cao từ màn hình, không phải bàn rồi, màn hình cực kỳ đẹp. Và cả hai chiếc máy này đều có những cái kháng nước này, có sạc không dây, có sạc nhanh, có sạc ngược. Chất lượng loa thoại, mic hay là quay video, chụp ảnh đều rất tốt. Camera thì có thể là mình vẫn đánh giá cao cái khả năng quay video của 8 Plus hơn, nhưng mà màu sắc các thứ thì mình nghĩ rằng S10 hay Note 10 nó phù hợp với cái thị hiếu của người dùng hơn. Ngoài ra nó có cả cái S10 5G, trước kia mình có review nhá, giá thậm chí bây giờ nó còn rẻ hơn cả 8 Plus cơ. Nhưng mà cái này thì nó là một phiên bản hơi đặc biệt, anh em khi mua nhớ lưu ý là
cái phụ kiện thay thế của nó tương đối khó, thì mình vẫn nghĩ là anh em nên mua S10 hay là Note 10 Plus phiên bản Mỹ hơn. Rồi, thì đó là flagship đủ khả năng để thay thế toàn diện cái chiếc 8 Plus này. Còn nếu anh em thực sự tập trung vào cái hiệu năng để mà chơi game, để mà làm những cái tác vụ hardcore, hoặc là thậm chí là mua để dùng 2-3 năm nữa mà không phải lo đến việc bán máy, thì đây, mình sẽ có một số những lựa chọn khác, như là anh em có thể mua Nubia Red Magic 5G. Giá hiện tại hơi đắt một chút, khoảng hơn 11 triệu đồng tại XT Mobile. Trước khi LG Phone 3 ra mắt, hay là trước khi những cái chiếc gaming phone thế hệ cực kỳ mới như là Lenovo Legion ra mắt, thì mình vẫn luôn cho rằng đây là chiếc smartphone mạnh nhất thế giới. Thậm chí là Marcus Brownlee, ông ấy còn làm một cái video là smartphone nhanh nhất thế giới cơ mà. Bộ nhớ trong tốc độ nhanh, màn hình 144Hz, thiết kế tản nhiệt ổn, có cả quạt tản nhiệt, rồi con chip Snapdragon 865 mạnh mẽ. Nếu mà anh em chơi game hardcore thì chắc chắn đây là một lựa chọn hợp lý. Hoặc tất nhiên là nếu đã nói đến gaming phone thì anh em hoàn toàn có thể chọn những cái lựa chọn khác, như là Black Shark 3, hay là có thể chắc sắp tới là sẽ có Asus ROG Phone 3 phiên bản Tencent hàng sách tay. Nhưng mà những chiếc máy như ROG Phone 3 thì đang còn mới, do đó thì giá nó sẽ cao một chút, nó hơi quá tầm so với 8 Plus thì thôi mình không đưa vào. Hoặc là cũng là một cái chiếc máy có cấu hình khỏe này, cũng có những cái yếu tố như là màn hình đẹp, cũng có camera chất lượng ok, cũng ổn, thiết kế cũng vừa phải, nó không quá hầm hố như là gaming phone, không quá khác biệt như là những cái chiếc máy gaming kia, nhưng mà nó cũng bị bớt đi một số những yếu tố đôi chút của những chiếc flagship từ Samsung, đó chính là K30 Pro 5G. Ở chiếc máy này mình đánh giá rằng nó là một chiếc flagship killer cũng tương đối ổn. Nó tổng hòa được nhiều yếu tố, màn hình nó đẹp, camera ổn hơn các thế hệ Xiaomi trước, mức thu âm thì mình vẫn chờ đánh giá cao, nhưng mà nó cũng có bộ nhớ trong tốc độ nhanh, cũng có pin trâu, cũng có sạc nhanh, cũng có cái con chip Snapdragon 865 rất là ổn trong tầm giá. Thiết kế màn hình không khiếm khuyết, nói chung nó là một chiếc máy khá là tổng hòa, và ở thời điểm hiện tại thì nó cũng là một sự thay thế phù hợp cho chiếc iPhone 8 Plus. Thì đó là những suy nghĩ của mình về iPhone 8 Plus thời điểm hiện tại, cũng như là một số mẫu máy mà anh em có thể tham khảo để mua nếu anh em không muốn mua iPhone 8 Plus. Còn nếu anh em muốn mua thì cũng không sao cả, mình đã nói rồi đấy, dùng tác vụ cơ bản thì cái chiếc máy này mình nghĩ rằng 4 đến 5 năm nó mới thực sự là hết cái vòng đời của nó, sau đó thì anh em mua bây giờ dùng 1-2 năm nữa cũng ok. Nếu anh em quan tâm tới những mẫu máy mình nhắc tới trong video thì mình sẽ để hết link ở dưới phần mô tả video nhé. Cá nhân mình thì đang dùng XR cho nên là mình cũng không phải lo vấn đề này. Có lẽ là giờ này năm sau thì mình sẽ lại làm video cho anh em nữa là XR đã đi đến hết vòng đời của nó, anh em nên mua máy gì để thay thế. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.